Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán buffet chay, đó là quán Tịnh Tâm Chay. Là một quán buffet rất là nổi tiếng tại 145 trên 1A đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong để mình sẽ review cho các bạn xem quán có gì đặc biệt nhé. Khi vào trong các bạn cũng có thể thấy không gian ở đây rất là mát mẻ và thoáng đãng. Chúng ta có cảm giác như tâm của chúng ta được thanh tịnh và bình an nha các bạn. Khi bước vào bên trong quán, các bạn cũng thấy nhà hàng chay trang trí rất là đẹp như một nhà hàng 5 sao nha các bạn. Nhưng giá cả đây lại không đắt lắm, 170.000 cho một người lớn và 120.000 cho trẻ em. Vào ngày rằm giá là sẽ là 220.000, nhưng mình có thêm một chén súp yến nữa nha các bạn. Khi đến nhà hàng Tịnh Tâm Chay, chúng tôi rất là ngỡ ngàng cách bài trí và bố trí rất là đẹp theo ba màu sắc chủ đạo của đạo Phật là nâu, vàng và cam. Đây là khu trưng bày rau các loại và nấm để dành cho nấu lẩu nha các bạn. Nhà hàng có 75 món khác nhau, kể cả bao gồm đồ uống và trái cây nha các bạn. Còn đây là khu vực trưng bày các món đồ xào như mì xào giòn, phở xào, salad trộn, gỏi, bánh hỏi, bánh ướt, cơm chiên và các món khác nữa nha các bạn. Còn đây là gỏi cuốn và chả. Còn khu vực này trưng bày các loại chè và trái cây các loại nha các bạn. Còn đây là khu vực trưng bày các loại nước chấm và nước sốt để dùng cho lẩu và dùng cho các món ăn nha các bạn. Còn khu vực này trưng bày súp và nước lẩu các loại nha các bạn. Còn khu vực này trưng bày các loại nước ép trái cây chúng ta có thể sử dụng thỏa thích nha các bạn. Nhìn sơ qua các bạn cũng thấy nhà hàng này trang trí rất là đẹp và đẳng cấp nha các bạn, như một nhà hàng 5 sao. Những bạn nào là tín đồ của món chay cũng nên đến đây thưởng thức một lần nhé, vì ở đây ăn rất là ngon và rất là rẻ nha các bạn. Không gian ở đây rất là thanh tịnh, cực kỳ sảng khoái và đẳng cấp nha các bạn. Giá vé của ngày thường đó là người lớn là 170.000, em bé là 120, dưới 1m81 thì miễn phí. Riêng 4 ngày chay bên mình đó, thì giá vé sẽ là 220, giá vé em bé vẫn là 120. Đặc biệt đó, thì những ngày chay mình có thêm cái phần là súp yến.
thể mà đây là cái đồ buffet của mình. Ngoài ra, nhà hàng còn có phòng riêng cho những gia đình và các bạn muốn không gian yên tĩnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.